Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn, đặc biệt là những bạn Gen Z. Thì gần đây thì AZ Film Việt Nam cũng nhận được rất nhiều các cái câu hỏi thắc mắc của các bạn Gen Z là lý do gì mà các bạn nên tích sàn cổ phiếu. Thì hôm nay thay mặt cho AZ Film Việt Nam thì tôi sẽ trình bày năm cái lý do Gen Z nên tích sàn cổ phiếu là gì. Trước tiên đó là các bạn sẽ được tham gia một cái kênh đầu tư cao cấp, đúng không ạ? Thì kênh đầu tư chứng khoán được coi là một cái kênh đầu tư hiện đại tại Việt Nam, bên cạnh các cái kênh khác như crypto. Tuy vậy thì như quý vị và anh chị nghiên cứu thì có thể thấy rõ, thì ngoài cái kênh chứng khoán là một kênh gọi là hợp pháp, được pháp luật công nhận và thúc đẩy phát triển, thì các cái kênh liên quan đến crypto hay là forex hay là giao dịch vàng vân vân chẳng hạn, thì nó là những cái kênh mà không được pháp luật thừa nhận. Chính vì thế nó có rất nhiều những cái rủi ro có thể xảy ra và nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ. Thì như vậy có thể thấy rằng là trong các kênh chính thống thì chứng khoán là một kênh hiện đại nhất ở nước ta. Rồi tiếp theo là cái thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một kênh đầu tư cao cấp nhất ở trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam cả. Rồi cái xu thế đầu tư chứng khoán là tất yếu, đúng không ạ? Nhiều bạn trẻ bây giờ nếu mà không đầu tư chẳng hạn thì người ta hay trêu nhau đó là trở thành người tối cổ, đúng không? Thì đây là một cái kênh rất là đáng để cho các bạn tham gia, bởi vì nó là một cái kênh hiện đại cao cấp, đúng với cái xu thế trong tương lai của các nhà đầu tư. Tiếp theo, khi tham gia tích sản ấy thì các bạn còn được cái lợi ích đó là giúp cho bản thân mình chi tiêu khoa học hơn rất nhiều. Tất nhiên là với một số ít các bạn có cái khả năng tư duy rất là khoa học thì các bạn có thể là không cần bất kỳ một cái áp lực nào, các bạn cũng có thể chi tiêu khoa học. Tuy vậy thì theo nghiên cứu thì về số đông thì nếu không có mục tiêu cụ thể, nếu không có những kênh đầu tư cụ thể thì các bạn sẽ chi tiêu một cách nó không được khoa học, thậm chí là bừa bãi, đúng không ạ? Thì khi có thu nhập hàng tháng thì các bạn có tích sản chẳng hạn thì các bạn nghĩ ngay đến cái việc tích sản đầu tiên. Từ đó các bạn phân bổ luôn một cái phần vào mua cổ phiếu chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì khi đó còn bao nhiêu thì các bạn chỉ tiêu trong cái giới hạn như vậy mà thôi. Và từ đó tránh xa được rất nhiều các cái cám dỗ hấp dẫn. Ngay cả bản thân chúng tôi, những người nhiều tuổi hơn các bạn Gen Z khá nhiều, thì kể cả chúng tôi mà cứ để tiền trong túi nhiều là y như rằng chúng tôi sẽ tiêu nhiều hơn, đúng không? Huống chi là các bạn bây giờ thì có rất nhiều cám dỗ, ví dụ như là đi phượt, đi du lịch, đúng không? Đi ví dụ như là đi xem phim rồi đi bar, đi rất rất nhiều thứ như thế. Thì mỗi thứ một ít thôi thì nó cộng lại nó cũng rất là tốn kém. Nếu tiền chúng ta không bỏ vào tích sản chẳng hạn, chúng ta cứ để ở trong tài khoản, chúng ta cứ để ở trong ví, thì dĩ nhiên những cái thú vị nó đưa đến thì chúng ta lại chi tiêu hết mà thôi, đúng không? Thì cái vấn đề này khi có tích sản thì sẽ khoa học hơn rất nhiều, đúng không? Và tích sản cổ phiếu ở đây chúng ta cần phải gắn liền với một cái mục tiêu cụ thể. Ví dụ các bạn Gen Z có thể lo cho tương lai của chúng ta, đó là tương lai giá nhà sẽ rất là đắt, vậy phải tích lũy ngay từ đầu, đúng không? Thì tích sản để mua nhà chẳng hạn, thì mục tiêu rất rõ ràng, đến bao giờ đủ mua căn nhà thì chúng ta rút ra chúng ta mua, còn không chúng ta cứ tích lũy vào đó, đúng không? Rồi hoặc là tích sản để mua ô tô, hoặc là nhiều bạn tích sản để khởi nghiệp, đúng không? Hoặc nhiều bạn tích sản để nghỉ hưu sớm, hay nói cách khác là tự do tài chính. Thì khi có cái mục tiêu cụ thể, các bạn sẽ có động lực hơn trong cái việc tiết kiệm và đầu tư một cách khoa học. Thì bản thân nó cũng sẽ giúp chúng ta chi tiêu khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đúng không? Rất nhiều các cái anh chị nhà đầu tư sau khi tham gia vào tích sản cổ phiếu thì họ thốt lên rằng: ồ, cùng thì thu nhập như vậy nhưng mà từ khi tích sản cổ phiếu họ bỏ ra được gấp đôi gấp ba so với trước đó. Đó, đấy là một cái gì đó nó rất là thú vị, rất là hữu ích, đặc biệt là các bạn Gen Z bây giờ thường xuyên gặp những cái cám dỗ vô cùng hấp dẫn về chi tiêu, đúng không ạ? Rồi là thẻ ghi nợ rồi vân vân, rất nhiều thứ trả góp thì tràn lan, đúng không ạ? Tiếp theo là thứ ba, đó là giúp các bạn nâng cao được cái hiểu biết kiến thức
để hỗ trợ cho chính công việc các bạn và cuộc sống được tốt hơn. Thì trên thị trường chứng khoán có hàng 450 ngành nghề khác nhau. Thì khi tích sản cổ phiếu, các bạn sẽ đọc về các cái cổ đó, đọc về các ngành đó. Ví dụ như đọc về ngành bất động sản, đúng không? Trong bất động sản này có bất động sản nhà ở, bất động sản cho thuê, bất động sản khu công nghiệp, vân vân. Rồi là ngành ngân hàng, đúng không? Đọc về tín dụng, về huy động, về nợ xấu, về tác động đến kinh tế như thế nào. Rồi là đọc về ngành xây dựng, ngành cảng biển, ngành điện, ngành nước, ngành gỗ, ngành đá, ngành chứng khoán, ngành bảo hiểm, ngành cao su, ngành nhựa, vân vân, rất nhiều các ngành. Thì các bạn sẽ có được thêm những cái vốn kiến thức rất thú vị và rất hay. Bởi vì khi tham gia vào cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính tại AZFIN Việt Nam, thì các cái cổ phiếu trong đó thì sẽ được AZFIN trình bày rất rõ ràng, tóm tắt đầy đủ. Đó là cổ phiếu gì, ngành nghề như thế nào, lợi thế cạnh tranh ra sao, tiềm năng tương lai thế nào, chi tiết hơn, và các bạn sẽ hiểu được rất nhiều, đúng không ạ? Và rõ ràng. Tiếp theo là khi nghiên cứu sâu hơn về doanh nghiệp thì các bạn còn thể hiểu thêm về văn hóa của doanh nghiệp, về quản trị doanh nghiệp, đúng không ạ? Rồi là có cả về định giá cổ phiếu để các bạn có thể học hỏi và nghiên cứu. Thì khi các bạn nắm được những yếu tố trên, ví dụ các bạn đi giao tiếp chẳng hạn, hoặc làm việc với một đối tác nào đó, ví dụ đối tác làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nêu ra các câu chuyện: ồ, hiện nay xuất khẩu thì tốt quá đúng không anh, đúng không, tỷ giá rồi thế này nó hỗ trợ xuất khẩu chẳng hạn, đúng không? Hay là làm việc với một cái đối tác, một cái khách hàng họ làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin chẳng hạn, thì nhờ việc hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin, anh chị hoàn toàn có thể trao đổi, nói chuyện với họ, có những cái điểm chung về công nghệ thông tin chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như IoT hay là chuyển đổi số hay vân vân, hay các thiết bị hay vân vân, đúng không? Viễn thông vân vân, thì từ đó tạo lên một cái sự gần gũi, gắn kết với nhau, hỗ trợ cái công việc rất tốt. Thì chúng tôi cũng đi gặp rất nhiều các doanh nghiệp, đúng không? Doanh nghiệp bất động sản có, doanh nghiệp ngân hàng có, rồi rất nhiều các loại hình khác, thì chúng tôi trao đổi với họ, thậm chí bằng chính những cái đặc điểm công việc của họ, bằng chính câu chuyện của họ, từ đó tạo lên một cái sự kết nối rất tốt, hiểu nhau sớm hơn, và từ đó làm việc nó dễ dàng hơn. Rồi đó là về cái phần gọi là doanh nghiệp và ngành thôi. Nhưng mà trong tích sản cổ phiếu, trong đầu tư cổ phiếu, thì anh chị, các bạn Gen Z còn được tìm hiểu thêm về cái môi trường vĩ mô, đúng không ạ? Bao gồm môi trường kinh tế, đó là tăng trưởng GDP, lãi suất, lạm phát, tỷ giá, vân vân. Rồi là môi trường nhân khẩu học, rồi là môi trường về công nghệ, rồi môi trường tự nhiên, rồi môi trường về chính trị, về pháp luật, vân vân. Thì từ đó là các bạn Gen Z sẽ được trang bị cho mình rất nhiều những cái kiến thức về xã hội, về kinh tế, về doanh nghiệp, về ngành nghề kinh doanh, về quản trị doanh nghiệp, về văn hóa, về vân vân. Từ đó sẽ giúp cho các bạn có thể làm việc một cách hiệu quả hơn, thậm chí các bạn có thể ứng dụng những cái học hỏi được từ việc đánh giá doanh nghiệp, đánh giá cổ phiếu vào trong công việc của mình, vào trong công ty của mình, để phát triển công ty một cách tốt hơn, đúng không? Tiếp theo đó là khi tham gia tích sản cổ phiếu thì các bạn đã đa dạng hóa được cái nguồn thu nhập của mình. Thì nếu mà dựa vào một nguồn thu nhập thì khá là rủi ro, đúng không? Nhỡ chúng ta ốm đau, chúng ta mất sức lao động chẳng hạn, nếu mà chỉ dựa vào việc đi làm kiếm lương không thì rất nguy hiểm, đúng không? Rồi cái công việc thì tất nhiên nó là cái nền tảng tạo ra nguồn thu nhập ban đầu tốt, đúng không? Tuy vậy, để các bạn có thể tự do tài chính chẳng hạn, để có cuộc sống tốt hơn, thì cần nhiều hơn một nguồn thu nhập. Thì chứng khoán cũng giống như bất động sản, có thể là một cái kênh đa dạng hóa thu nhập như thế, đúng không? Và đặc biệt nếu các bạn đi sau này các bạn đi làm một thời gian rồi, bạn sẽ thấy cái sức lao động cơ học của chúng ta nó có hạn. Ví dụ lúc còn trẻ trẻ chúng ta có thể hoàn toàn tăng ca làm thêm giờ để kiếm thêm chút thu nhập. Nhưng mà khi chúng ta có tuổi hơn rồi thì sức khỏe, cơ học của chúng ta nó xuống rồi, thì chúng ta không thể là cứ làm thêm mãi thế được, và làm để giả, đúng không? Để có thêm tiền, đúng không? Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải đầu tư ở đây có thể là bất động sản và có thể là tích sản cổ phiếu. Thì cái việc gia tăng thu nhập từ cái sức lao động của chúng ta nó mang tính cấp số cộng thôi. Nhưng nếu mà tích sản cổ phiếu tốt hay đầu tư bất động sản vân vân tốt, nó tạo ra tiền lại đẻ ra tiền, ứng dụng lãi suất kép vào,
thì nó có thể tạo nên cái cấp số mũ nhẹ nhẹ, số mũ nhẹ nhẹ. Tôi lấy ví dụ có những cái anh bạn của chúng tôi đầu tư khoảng 10 năm qua, thì trước đó thì thu nhập của công việc tất nhiên là chính rồi, nhưng mà đến nay sau 10 năm thì thu nhập công việc của gia đình anh ấy đâu đó khoảng hơn 1 tỷ một năm, 1 tỷ 3 một năm chẳng hạn, tức là trung bình khoảng hơn 100 triệu hai vợ chồng, đó là cả thưởng vân vân tất cả các thứ, thì thu nhập là như vậy, thì trừ đi chi tiêu đâu đó chỗ ấy bỏ ra được khoảng 400 500. Chứ vậy so với cái việc là bây giờ cái tài khoản đầu tư của anh đã lên đến khoảng gần 20 tỷ chẳng hạn, đến 20 tỷ, thì khi đó mỗi năm trung bình lợi suất của anh ấy tính toán trung bình trong những năm qua thì nó đâu khoảng 29-30%, thì kể cả được 20% thôi chẳng đi chăng nữa thì mỗi năm cái nguồn thu nhập sinh lời từ cái đầu tư của anh chị đã lên đến gần 4 tỷ, 3 tỷ rưỡi 4 tỷ, đúng không? Thôi chúng ta không cần phải nói đến một cái lượng tiền tích lũy lớn như thế. Ví dụ chúng ta đầu tư nào được sau một cái thời gian dài tích lũy chúng ta được 5 tỷ chẳng hạn, nó sinh lời cho chúng ta 15%, thì như vậy một năm nó cũng tự đẻ ra 750 triệu, đúng không? Và nó lại lãi mẹ đẻ lãi con tiếp, và đặc biệt cái lợi nhuận cái lãi thu ra từ cái nguồn đầu tư ấy nó không mất nhiều chi phí, không mất chi phí luôn ấy. Đúng không? Còn chúng ta mà đi làm thêm này kia thì chúng ta cần phải mất thêm nhiều chi phí để tăng lương, chúng ta mất thêm nhiều chi phí hoặc lên trước chúng ta cũng phải chi tiêu nhiều hơn, đúng không? Thế thành ra rõ ràng rằng cái tiền ấy đầu tư ấy, mở rộng nó không giới hạn, nó có thể tăng theo cấp số mũ được. Đó. Chính vì thế cho nên cần thiết các bạn Gen Z phải đa dạng hóa cái nguồn thu nhập của mình, và để đa dạng hóa được thì chúng ta cần phải có một thời gian dài tích lũy từ cái nguồn thu nhập công việc chuyển qua tích sản cổ phiếu, hoặc là nếu quy mô lớn hơn thì có thể là đầu tư bất động sản vân vân, hoặc là phân bổ ra thêm các kênh khác, đúng không? Từ đó đa dạng hóa được cái nguồn thu nhập, chúng ta có ba bốn nguồn thu nhập chẳng hạn, thì khi đó bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào bị ảnh hưởng đi chăng nữa thì chúng ta đã có những cái nguồn thu nhập kia chúng ta hỗ trợ rồi. Thế thành ra là chúng ta có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống làm việc, đúng không? Và cuối cùng là cái tích sản cổ phiếu ấy có thể giúp các bạn dần dần đạt được cái mục tiêu tài chính và sống một cuộc sống sung túc trong lâu dài. Ví dụ ở đây nếu mà các bạn dần dần tích sản ngay từ lúc ra trường 22 tuổi thì đến năm 40 tuổi chẳng hạn, thì giả định là các bạn có số vốn ban đầu 200 triệu thì mỗi tháng các bạn tích sản được 8 triệu, tức là một năm tích sản được 96 triệu. Thì nhiều bạn cho rằng ồ trong tương lai nó còn lạm phát. Thì ví dụ chúng tôi tính ở đây là ví dụ 8 triệu một tháng thì kể cả 20 năm sau các bạn vẫn tích 8 triệu mà, thì đúng không? Đấy tức là cái 8 triệu của 20 năm sau đã trừ lạm phát rồi, thực tế các bạn có thể bây giờ các bạn mới ra trường chẳng hạn, các bạn có thể tích được 3 4 triệu thôi. Vài năm nữa các bạn lên 5 6 triệu, rồi là các bạn lên 8 9 triệu. Rồi 2 3 10 năm nữa, 15 năm nữa các bạn có thể tích sản được 3 40 triệu cơ. Nhưng tôi chỉ tính trung bình khoảng 8 triệu, tức là hãy loại bỏ cái mất giá đi. Thì một năm các bạn tích lũy 96 triệu thôi. Thì đến năm 40 tuổi thì các bạn cũng có 11,31 tỷ. Tức là ý ở đây tính là 11,31 tỷ nhưng nó đã trừ lạm phát rồi đấy. Đó. Tức là ý rằng là bây giờ tích 5-6 triệu, sau này trung bình cả cái 20 năm mới tích có 8 triệu, thì nó không phải một cái gì đó quá khó đối với các bạn rất tài năng là các bạn Gen Z bây giờ, đúng không? Đó. Và nếu các bạn đầu tư được bằng cái lợi suất của thị trường của VN Index nó khoảng 14-15% một năm, thì từ năm 22 tích thì đến năm 40 tuổi thì các bạn cũng có một cái khoản tiền như thế kia. Tất nhiên nếu các bạn có mua nhà thì tất nhiên số đó chúng ta cần phải kéo dài thời gian hơn nữa, đúng không ạ? Thì đây là nếu mà các bạn có thuê nhà, các bạn bỏ ra từ từng này thì nó cũng sống rất sung túc thoải mái, đúng không ạ? Và ở năm 40 tuổi thì các bạn bỏ ra 4% của cái tổng tài sản, tương đương với khoảng 440, 450 để các bạn chi tiêu hàng năm, thì điều đó hoàn toàn đáp ứng cho các bạn. Thì các bạn sống đến 90 tuổi thì số tiền tích lũy nó vẫn cứ đẻ ra sinh lời, thậm chí lên đến 1.000 tỷ, đúng không ạ? Thì tất nhiên cái câu chuyện ấy thì nó hơi xa xôi, nhưng mà các bạn cứ tích lũy đều đặn bền bỉ lãi mẹ đẻ lãi con từ cái tích sản cổ phiếu này thì các bạn sẽ sớm được tự do tài chính. Nếu không ở tuổi 40 thì tuổi 45, không ở tuổi 45 thì tuổi 50, chứ không phải chúng ta làm việc đến hết đời, làm việc đến 65 tuổi nghỉ hưu rồi lương hưu không đủ chi tiêu chúng ta lại làm việc tiếp tiếp tiếp, điều đó diễn ra rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Thì đây là những cái lợi ích tích sản mà các bạn Gen Z
cần phải biết. Thứ nhất đó là được tham gia vào kênh đầu tư, một kênh đầu tư mới, cao cấp và là xu hướng của tương lai. Thứ hai là giúp các bạn có thể chi tiêu khoa học hơn, từ đó tích lũy, tiết kiệm được nhiều hơn cho việc đầu tư cho tương lai của mình. Và thứ ba là nâng cao được cái hiểu biết cho các bạn để hỗ trợ cái công việc, cái cuộc sống của các bạn tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn. Và thứ tư là đa dạng hóa các cái nguồn thu nhập để phòng bị cho những cái trường hợp khó khăn của các bạn. Và cuối cùng là đạt được cái mục tiêu tài chính và có một cuộc sống nó sung túc hơn. Thì trên đây là tôi đã trình bày 5 lý do về Gen Z nên tích sản cổ phiếu. Chúc các bạn Gen Z có được một cái kênh đầu tư hữu ích để phân bổ tài sản cho mình, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp và sung túc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.